Hello, chào tất cả anh em nha. Thì tiếp tục em đã trở lại đây. Thì chiều hôm nay lên cho anh em ít máy đồ to anh em ạ. Nói chung là đồ to, đồ vũ khí hạng nặng. Đấy. Rồi thì những cái món này một lát nữa máy nhỏ thì em sẽ đem ra sau anh em ạ. Thì cái sân em nó cũng chật quá rồi. Thì em quay hết máy lớn xong em ship vô rồi em sẽ tiếp theo là phần phía sau là máy nhỏ. Đó, còn cụ nhỏ cầm tay nhỏ. Đấy. Rồi cái này thì em giới thiệu luôn thì tất cả là xài điện 100 anh em nha. Toàn bộ luôn là nó xài điện 100V. Thì có con nào điện 220 hoặc là 3 pha như thế nào thì em sẽ nói riêng con đó luôn. Thì nếu mà em không nói thì tất cả là nó xài điện 100V anh em nha. Rồi thì hàng bên em thì toàn bộ là em bao ship rồi. Đấy, thì tình trạng một chút xíu nữa thì em cũng sẽ nói theo từng con luôn. Đó, chứ còn nó nằm lung tung em cũng không có giải thích, không có giới thiệu bao quát được anh em nha. Đấy. Thì em quay tới đâu thì em sẽ giới thiệu tới đó. Rồi hàng thì bao ship 100%. Giá thì em có niêm yết lên trên máy, mã số phía trước, giá phía sau. Anh em nhìn kỹ xong rồi anh em gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số ghi lên trên máy nha. Và khi chốt xong thì những cái mặt hàng to, mặt hàng lớn này thì anh em vui lòng cọc trước giúp em 30% nha. Còn lại em sẽ gửi về đến nhà khi nhận hàng khui thùng. Anh em khui thùng kiểm tra giùm em ha. Kiểm tra đúng với hàng của mình thì anh em nhận. Còn nếu mà không đúng thì anh em gọi cho em rồi trả hàng về lại, em đổi hàng khác cho anh em ha. Đúng với hàng của mình nhận. Đấy. Và anh em chú ý kỹ giùm em cái mã số anh em nha. Mỗi con nó có một cái mã số của anh em không nhìn kỹ chốt nó nhầm hàng rồi gửi tới gửi lui thì nó lại phiền anh em nhá. Đấy. Rồi. Anh em lưu ý kỹ giùm em cái phần nữa là khi shipper còn ở đó thì anh em vui lòng khui kiểm tra cho chắc ăn anh em nha, chứ đừng để cho shipper đi anh em ạ. Shipper đi rồi là nó sẽ không có giải quyết được cho em đâu, bởi vỡ gì nó không giải quyết được cho em á. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng mã một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, quay tắt đầu em. Em ơi. Quay con nào, quay tắt vô kia luôn ơi, để chỗ này cho nó rộng tí. Rồi con đầu tiên khai mạc anh em ơi. Thì con này là con đục mộng vuông lớn nha. Thì nó là con đục mộng vuông loại lớn đấy, Hitachi. Con này kẹp phôi được 30 rồi anh em. Ba này mình đáng 155 luôn nè. Đây anh em nhìn kỹ cái tem nha, kẹp phôi lớn. Đấy, nhưng mà nó bị tét miếng ở đây rồi anh em. Đó, nó bị tét miếng ở đó rồi. Đấy, nó bị nắt cái nút gạt này nè. Đấy, anh em giờ dọn lại tháo miếng này ra luôn. Nhìn nó không đẹp thôi nhưng mà tháo ra luôn. Lên xuống thì bình thường, lên xuống đường tí anh em giờ vệ sinh lại luôn nha. Thằng này nó cũng không có cái mũi luôn nè, mất cái mũi luôn rồi. Rồi đo cái phôi trước đi em ơi, kẹp phôi đo phôi trước đi, đo cái bề cái bàn của nó nè. Rồi cái này thì để cái thước khác đi em. 43 anh em ơi, này 43 ngang 31 năm. Chiều dài từ đây qua đây là 43, ngang 31 năm. Con này là con lớn anh em ha. Mình lấy cái thước khác em, lấy cái thước gì mà anh đọc không ra luôn. Em đọc ra được. Rồi cái này thì đấy, cô gớp của ảnh đây nè, đây cô gớp của ảnh này nó hơi xước xước này một tí xíu nè. Đó, nó hơi xước xước anh em nha, bị bởi cho nên anh em nhìn thấy rõ ràng luôn. Rồi test máy nè. Con này giờ vệ sinh lại thôi anh em ơi. Giờ vệ sinh lại thôi. Với lại con này nó hơi có lửa tí xíu nhưng mà không cần dọn đâu anh em. Lửa cỡ đó thì không cần dọn đâu nha. Vừa quá em. Rồi cái này kẹp phôi đó anh em ơi. Giờ vệ sinh là chức năng nha. Em chỉ bao ship cho anh em là bao sống thôi. Còn lại chức năng anh em dọn lại giúp em. Đấy, chứ hàng em này còn rất là nhiều anh em ơi. Vệ sinh nổi đâu anh em ơi. Đó. Vệ sinh cho anh em thì cũng muốn lắm nhưng mà làm không nổi đó anh em. Rồi. 28 mã 218. Rồi con này thì nó 66 thì 1.8 anh em nha. Đấy. Bình thường mấy con này 2 triệu mấy con anh em. 1.8 bao ship nha. Thì con này nó hơi 66 ở đây. Vô lên em à. Đây nè, vô này em không vệ sinh đây nè. Không lâu cũng chùi hết á. Đấy, con sao là quốc vậy luôn. Rồi 28 triệu 8 anh em. Rồi con này 29 triệu 9 anh em ơi. Đọc lên cái giá muốn bởi cái đầu quá. Rồi 29 thì con này lưỡi hợp kim của Ribi. Đấy, nó dơ thôi anh em ơi, dơ thôi nha. Thì này lưỡi 380, 25.000 vòng, điện 100V, hàng của Ribi. Lưỡi hợp kim thì lưỡi em sẽ soi sâu cho anh em ha. Có tháng anh em ơi.
Rồi con này có thắng anh em nha, Ruby có thắng. Này sao con này nó đời nữa có thắng ta. Em cũng không biết luôn á. Chỉ con Hitachi Makita nó mới có thắng chứ ta. Rồi lưỡi này cũng ok, tạm ổn nha. Ổn thôi chứ không phải là nó ok 100% anh em nha, lưỡi cũ à. Đấy. Rồi em này có thắng 750 anh em nha. Con này 750 mã 219 cũ cũ nhìn nó cũng sạch, nó cũng hình thức sơn thiết độ ok nha, nó lâu ăn phát thì sạch sẽ thôi. 750 luôn em. Mang đời tử em nó ở dơ quá, nó không chịu lầu máy luôn. Rồi, mã 219 750 luôn em. Còn con này 220. Con này con gì? Máy kho máy sửa gì? Đấy, mở coi. Nóng. Nóng. Cái này ra nóng anh em nha. À đời 700 này ra nóng nè. Đấy, nóng. Bật hết quá lên thử nóng nóng cỡ nào. Này mấy mấy sưởi chứ mấy khọ gì, mấy sưởi á. Này mấy sưởi sưởi nóng anh em nha, máy sưởi nóng. Đầu vô gió. Đấy, đầu vô đây. Đó, đầu vô đây, không. Đây sưởi nóng anh em nha, sưởi. Mấy sưởi á. Máy này bán không được thì để mình xài nè, mình dân Đà Lạt xài chính tông luôn. Rồi, 625W, này ngồi sửa ngồi vệ sinh máy livestream rồi. Để mấy cái này vô lát tẩu quả nhập ma luôn. Mấy ký em, bỏ cái lớn rồi à. Giác cái ký lớn bỏ lên trên đây nè. Giác ký lớn bỏ qua đây luôn em. Cần ký mình tính tiền ship chứ. Muốn nghe à. Rồi con này 350 anh em ơi. Đó. 350k là bao ship rồi anh em nha. Mã 220. Nó bị thiếu đồ anh em nha. Đó, nó chỉ là bây giờ nó còn lại cái họng này thôi. Đó, nó còn cái họng này là ra nóng thôi nha. Rồi 220, 350 anh em nha. 220, 350 luôn. Rồi em yêu khoa học 221. Rồi 221 thì con này. Con này con con này con con chạy bằng điện đây ạ. Điện đâu? Điện mà rất nhiều quá. Đây. Từ để em nghiệm, em đang ngồi suy nghĩ tư vấn cho anh em như thế nào đây anh em. Rồi đây điện của nó đây, nó xài nó có một cái bóng này, rắc ba rắc đấy, nó nặng nó có hình như nó có cái motor gì dưới đây anh em, để em quay kỹ cho anh em coi ha. Đấy, rồi 17kg anh em à. Con này nặng ít lắm, 17kg này, cái này như là nên có motor này, này cái này mấy soi gì đi nữa nè, này quay quay còn có tác dụng như thế. Bên này có chiếc áp này. Điện 100V anh em, điện 100-200V. Rồi xong luôn. Không biết điện bao nhiêu. Không biết điện bao nhiêu luôn. Coi thử mở cái nắp ra có cái gì không. Này là đó. Rồi. Rồi cái này là cục sắt anh em à. Gắn lại. 17kg. Rồi để cho anh em cục này 650 bao ship cho anh em về nghiên cứu em yêu khọt ha. Rồi 221 650k anh em nha, 650 luôn. Rồi con này 222. Rồi bơm lên đi em, mình đổi nó bao nhiêu ký. Đó, gần 9 ký thôi. Con này bao nhiêu tấn em? Con này cao captain. Cáp cái này dưới còn có cái số tấn không? Không thấy gì vậy. Không thấy gì luôn. Rồi bơm thử nó lên không em. Lên anh em, là lên cũng yếu lắm. Giờ anh em dọn lại nha. Con này lên yếu lắm. Đạp nó từ đạp xuống thử nó xuống không. Rồi nắm đầu dở lên thử nó có lên không. Không. Rồi không. Rồi xả đi em. Xả đi. Xả. Rồi con này thì cái vú còn ngon anh em nha. Đó, cho nên là đây nè, vú còn ngon. Cho nên là bơm nó lên. Đấy. Bơm lại coi. Hai đứa này nó ngon nó ngó luôn. Đó, mình xả ra rồi mới bơm lại nha. Rồi không bị tuột đâu anh em. Đó, lên lại nha. Rồi con này để cho anh em không biết nhiều tấn luôn. Đó, 900 đi nè. 900k nha. Mã 222 900 là bao ship cho anh em ha. Đó. 900k. Không biết nó nhiều tấn luôn anh em nha. Đây nè, cái tem nó không đợi. Hiệu của Haru Black gì đây. Đấy. Captain nó đợi chứ Captain không à.
Rồi 222 900 bao ship anh em nha. Rồi con này 223 cân ký cho anh em thấy, anh em 15 kg nha. 15 kg, rồi con này 15 kg, rồi cái hơi đâu ạ? À? Bao nhiêu em? 22 mấy? 223. 223. Xì ngay trên đầu. Biết rồi, nhưng mà để từ từ anh coi thử mà nó bao nhiêu. Cái tem của nó đâu? Coi cái gì đây? Dạ. Tem nó mày dạ. Con này 38 nha. Bị rách à. Thì cắt mấy miếng cao su ra luôn em ơi. Mấy miếng cao su này, mấy miếng gì á. Tháo ra luôn. Lấy kéo là cái phập luôn đi cho rồi, mấy miếng cao su này có tác dụng gì đâu mà. Rửa ra cho nó gọn gàng luôn. Vô cao su nó dày. Cao su nó dày. Rồi ok. Đó, sạch sẽ. Quan biết. Quan này quan mượn anh nhá. Quan này quan mượn test anh em nha. Đấy, bóp đi. Bóp thì nó xì lên chỗ này nè. Chạy thì bóp 3 phát cái bình hơi nó chạy luôn. Đó, bóp xì lên lỗ này anh em nha. Đấy. Không thấy đồng tĩnh luôn. Bạn có không? Rồi không thấy đồng tĩnh gì nên anh em nha. Rồi 900k. 223 900 sát luôn em ơi, 223 900. Qua này của mình còn không? Tháo. Tháo mấy bên kia hả? Tháo ra là tháo lại để test mấy con máy sâu nữa. Em không có qua nên em ơi, làm đi chỗ em này đi mua ra chỗ khác mua nó khó lắm. Đấy, đợi mấy cái qua này lại nè. Rồi, 223 900k bao ship cho anh em nha. Chứ em không tiếc gì cái qua đâu anh em ơi. Nhưng mà không có đồ test á, lần sau là không có đồ test cho anh em. 223 900 rồi. Để tháo qua lại anh em nha. Rồi, đi em. Cục này em, cục này. Ờ có mấy đột, nó đưa ra luôn em. Lát nữa đưa ra luôn. Bỏ nó điện đó. Rồi con mấy đột ấy đó, dây. Rồi con này còn mấy đột nữa anh em ơi. Con này thì không bởi con vỡ nha, hình thức nó hơi xấu xấu thôi. Đấy. Hình thức nó hơi xấu xấu thôi, nhưng không có bị cái gì hết. Đấy. Rồi. Đột lỗ anh em ơi, đột lỗ này. Con này AB2 gì đây. Thiếu mất cái miếng chân đứng á. Thiếu mất cái miếng chân đứng. Xả đi. Ủa con này xả không được hả? Con này không xả được anh em nha, con này lên, nó không xả được. Lên cũng không được. Lên cũng được mà xuống nó cũng không xong. Rồi, chạy thì ok rồi đó. Giờ anh em giờ dọn lại nha. Con này đấy, em bắt sát luôn. Cái tay nó hơi tét tét miếng ở đây nữa anh em nha. Đây nè, đó, hơi tét tét miếng ở đây. Rồi, con này 224. Rồi 1 triệu 4 luôn. 224 triệu 4 anh em nha. Đó, 1.400k. Là bao ship anh em ha, nhưng bao sóng nha anh em, còn phần khác anh em về dọn lại nha. Đấy, hình thức video em quay là nó sẽ không có đột được. Không có đột được là không có chạy lên chạy xuống được, hay biết thiếu nhớt, thiếu mỡ gì cũng đó. Rồi, anh em về dọn lại ha. Rồi mã 224 1 triệu 4 luôn anh em nha. Rồi tiếp tục con này 225. 225. Rồi, dặn em. Con này nó bao to luôn nè. Em đi. Dính. Đó, ra vô ra được nè. Đó. Xả. Không được. Cứng rồi. Dặn được một chiều. Đó, lúc này nó dặn được một chiều anh em. Chiều ra bị cấm. Chiều ra bị cấm rồi. Không biết sao. Đó, nó dặn vô được còn một chiều nha. Đấy, thì cái móc của nó nặng 19 kg anh em ạ, ít lắm. Đó, nó xoay. Xoay được một chiều. Quay ngược lại thử coi, quay ngược, để về quay ngược luôn, để về quay ngược thì nó cứng. Đó, đó quay ngược đó. Không quay ngược, lại. Nhìn nhìn đi. Quay ngược thử nó có nhả xích không? Không, nó không nhả. Chỉ quay vô thôi. Quay ngược nó không nhả. Cứng. Cỡ nào nó không vô không à? Nó không ra. Đấy. Rồi, con này mấy tấn? Coi móc kia. Mờ luôn. 3 tấn này nè. 3 tấn này nè. Đó, nó thấy số 3 thôi. Rồi nó nặng 19 kg à. Nặng 19 20 kg.
Rồi để cho anh em con này 650 anh em về dọn cho anh em. Mã 225 650 nha. 225 650 bao ship cho anh em luôn, nặng đúng là cục sắt luôn. Rồi con này 226. Rồi 226. Sau khi cách thứ được em. Đó, phải lấy cái này, đó. Đó. Đưa cái này xuống. Không được. Cái nó được nhưng mà cái đó nó lỏng. Không, cái này đưa lên đây. Đấy. Rồi cái này để xuống nè. Đó rồi em vô đây, quay qua đây đó. Vậy nó mới được. Nhưng mà cái này nó bị ấy rồi. Cái này đăng lý nó phải dính lại. Được rồi. Cái này đăng lý nó phải dính lại mà nó lỏng nè anh em ha. Đó. Rồi, cái này để cho anh em cục này 250 anh em ơi. 250k nha, bao ship cho anh em về dọn cho vui anh em ơi. Đó. 250. Cáp thì cũng còn ok luôn á, nặng lắm. Không móc như vậy. Rồi, mã 226. 250 anh em nha, 250 bao ship anh em ơi, bán sát luôn anh em nha. Này có mình có tụ không? Không có dây. Không có dây luôn hả? 227. Rồi 227. Này 3 pha anh em nha, 3 pha 200V nè, 3 pha Malaysia băng nè. Đó. 3 pha 200V quay được không nè. Quay cứng nè. Hơi nhúc nhích thôi. Hơi nhúc nhích thôi. Đúng rồi. Đây. Đây là cái tem của nó, anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Con này điện 3 pha 200V. Đấy, 3 pha 200V nha. Rồi. Này 250 bao ship cho anh em luôn nha. Con này 250 không, cục đó anh em anh đặt rồi. Rồi, mã 227 250 luôn em nha. 250k bao ship anh em ha. Đó, bán sát luôn em nha. Anh em về nghiên cứu nha, nặng 6 kg. 250 luôn. Con này 228, con nhỏ này nặng 16 kg luôn hả? Rồi 228. Con này giờ rung thôi. Nó rung thôi anh em nha, nó không có chạy. Con này nó rung thôi chứ nó không có chạy. Bị kẹt cánh. Bị kẹt cái diện đó. Để đo cái họng của nó. Đây chiều cao thì 29 nè, nặng 16 kg. Họng 42. Họng họng này họng 42. Đây, coi công suất của nó. Rồi cái này 590W anh em nha. 590W. 480W. Rồi 16 kg. Rồi cái này để cho anh em 600 bao ship nha, nó rung thôi. Đó, nặng 16 kg, 600k bao ship dây điện ok luôn. Đó, 600k bao ship mã 228. 600. Con này chạy ok này. Rồi 229. Con này thì nhỏ hơn con kia. Đó, con này thì chạy. Đó. Lên hơi nè anh em. Chạy lên hơi nha. Con này chạy lên hơi. Không có dây. Con này thì nhỏ hơn, nặng 11 kg thôi. Họng 30 anh. Họng 30. Này cao cũng 30 luôn. Công suất của nó 250W thôi. Con này nhỏ anh em nha, 250W chạy. Chạy ok rồi. Anh em về đấu dây nghiên cứu nha, 1 kg. Rồi con này 450 anh em nha, 450k. Mã 229 450 dành cho em nó luôn. Rồi 230. Rồi 230 Hisuro gia băng điện 100V anh em nha. Con này điện 100V, làm bao dài luôn nè. Đây, làm bao dài luôn. Rồi. Không lửa anh em. Này tháo ra vệ sinh lại hết anh em nha. Tháo ra anh em vệ sinh lại nè. Đấy, nó dơ thôi nè. Vệ sinh lại nha. Con này nặng lắm. Bao to mà nặng nữa. Này 90. Đó, dài 90. Tổng chiều dài tổng thể đó 90. Làm dài 48 nè. Đó, làm dài tới đây là 48 anh em ạ. Đó, chạy điện 100V thì con này chạy thì không nẹt lửa rồi. Anh em giờ vệ sinh lại dầu mỡ vặt đạn xích nó anh em nha, làm nó rồi. Đó, rồi con này 800k anh em nha. 800. Mã 230 800 bệnh cái cần cho anh em biết số ký là bao nhiêu luôn. Đấy, em bao ship rồi anh em nha. Đấy. Nặng gần 10 hơn 10 kg anh em. Hơn 10 kg. Đấy, rồi mã 230 800. Rồi con này 231. Rồi 231.
thiếu ốc sao? Con này đá 355 anh em nha, Ruby đá 355. Thiếu ốc nào? Đó, chạy thì không có lửa rồi, giờ anh em giờ vệ sinh lại thôi. Đây thiếu ốc tăng đá rồi anh em ơi. Này. Còn hai miếng kẹp thôi, thiếu ốc tăng đá rồi. Đới chân thì cũng còn khá ok luôn đấy. Cũng còn khá thôi anh em nha, nhưng không có đẹp. Đây vệ sinh lại. Rồi, mã 231. Đấy, lên xuống nè. 231 con này đá 355 thì 750 anh em nha, 750k đá 355. Đá lớn anh em nha, con này là con Ruby. Này là Ruby. Đấy 355 1450W 3800 anh em nha, con cu nó là 3800. Rồi 231 750 luôn. Rồi tiếp tục con này 232. Rồi 232. Con này có lửa anh em ơi. Đó, có lửa này anh em về dọn luôn nha. Để coi cô góp nó coi. Rút điện nha. Con này thiếu cái nắp chụp. Con này thiếu nắp chụp với lại hơi có lửa than anh em nha. Đó. Từ từ xây cô góp thì từ từ đi. Anh em thấy cô góp không? Cô góp này ok mà. Đấy. Nó bẻ từ 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 lưng này chẳng ngược lại, chẳng ngược lại tí. Chẳng ngược lại tí. Nữa. Chạy mạnh lên, mạnh lên. Đấy. Cái chỗ này nó bị gì hay là sao? Nè. Chỗ này bị xước. Nó đã bị xước một tí. Đấy. Rồi, con này hình thức nó cũng còn ok lắm anh em ơi. Rồi 500k sát cho anh em luôn rồi. 500k bao ship. Rồi, anh em vừa dọn anh em ha. Đó, đá 305 thiếu mất nắp chụp nó lại có lửa. Đó, cổ gấn hơi xước tí xíu anh em vừa bo lại nha. Rồi 232, anh em nào có người thì lấy anh em nha, còn không có người đừng có lấy nào ha. Đó, lấy mấy con 7-800 á là về xài luôn, chứ còn mấy con này 500k là chỉ sát thôi anh em. Gãy cái tay này xíu nữa nè. Đấy. Rồi 232 500k anh em nha. Rồi tiếp tục con này 233 thì em nó là một con máy cưa chuột. Đấy, một con cưa chuột. 233. Rồi một con cưa chuột lưỡi 260 anh em ạ. Lưỡi 260 xéo được. Đó, xéo được rồi xài được không? Xéo được, xoay thì nó hơi cứng anh em nha, chỉ nhúc nhích thôi. Rồi chuột cũng cứng luôn. Chuột thì bao cứng luôn, nhìn cái tì nó là biết bao cứng luôn rồi anh em nha. Đây nè, nhìn cái tì nó là bao biết bao cứng luôn, không có khỏi con chuột. Rồi, quay lại test con máy. Con này bắt sát luôn anh em. Lưỡi này cũng mòn anh em ơi, đây nè, lưỡi cũng mòn. Hợp kim nhưng mà nó mòn. Rồi, 1.3 anh em ơi. 1.300k sát luôn nha. Anh em giờ dọn con này ha. Đó, con này thì nói chung là cho nó cứng toàn tập luôn đi. Lưỡi 2 Makita, lưỡi rin luôn nè, lưỡi rin Makita luôn nè. Đấy, lưỡi rin Makita nhưng mà hợp kim nó mòn anh em ơi. Đấy, thì con này 1 ti thôi. Con này LS lưỡi 260. LS 1001. 1380W lưỡi 260. Rồi 1.300k là bao ship rồi anh em nha. Đó, 1.300k bao ship cho anh em ha. Rồi, mã 2233, 1.300. Ra rồi đó luôn em. Có chỗ chấp. Rồi 234. Rồi 234. 234. Con này xây được anh em. Xây được nha. Đó, cặp được luôn. Đó, nhưng mà lưỡi lưỡi 260 luôn, lưỡi hợp kim ok. Rồi test nha. Rồi ok luôn. Anh này là anh Makita anh em nha. Con này chỉ có xoay thôi, không có xéo đâu, xoay thôi. Này là con cưa gập. Đấy, lưỡi ok, hợp kim ngon. Mẻ một cái nè. Đấy, mẻ một cái. Rồi hai cái. Rồi nói chung xài tạm ổn thôi nè, đới nó bằng gan nha. Con này đới nó bằng gan. Đấy. Đới nó bằng gan. Rồi 234. Rồi con này là 1 triệu anh em nha. 234 con này nó là 1 triệu luôn. 234 1 triệu. Đấy, đới đó luôn em, anh đi ra cho. Ngồi chỗ này kia chỗ chắc. Rồi tiếp tục con này 235. 235 con này cột dây thun như tùm lum vậy. Tên máy trước đi.
Còn mây trước rồi tính sau em. Này lên xuống được anh em nha, lên xuống rất là bình thường. Này nó cột lại để nó giữ lại cái đây thôi. Rồi tô thì ok. Rồi máy thì chạy không lửa. Anh em giờ vệ sinh làm lại ha. Đó, giờ anh em giờ vệ sinh làm lại con này. Đấy tiếp rồi đá 305, con này của Shindawa anh em nha. Con này của Shindawa. Con này giờ vệ sinh và làm quốc thôi. Đấy. Có tán mở lưới gì đây. Đó, lên xuống bình thường nè. Rồi con này 235 đấy, mấy con này thì 700k này thì về vệ sinh làm phát là xài thôi anh em ha. Đó, 235 700. Một cắt sắt đây, mớp này thì xíu bẻ ra, nắm tay bẻ ra cũng được đó. Rồi 235 700 luôn. Rồi 236. Này thiếu cái tô kẹp bù lại cái lưỡi anh em ơi. Này có cái lưỡi lưỡi cắt gỗ. Lưỡi cắt gỗ bao đẹp luôn. Nó cho cũng mẻ hộp kim cái rồi anh em ơi, vài cái rồi. Mẻ rồi, đây mẻ cái này nè. Cục sâu nó mẻ bao nhiêu. Đây, cục sâu nó mẻ bao nhiêu đây. Rồi ok để luôn đi. Rồi cái này thì không có cái ô tô kẹp. Dỡ cái đít lên đi. Hình như hôm qua mình thấy lụm ô tô kẹp nó quay đóng luôn rồi. Đây, đới, cái đới còn rất mới nha. Cái đới này còn rất là mới luôn. Cái này chân độ rồi. Rồi bấm đi em. Tù lâu quá mà. Rồi 700 có sao bán vậy đi anh em ơi. Đấy không có ô tô kẹp nha. Lên xuống bình thường, đới chân thì ok, nó chỉ mất cái ô tô kẹp nè. Đấy nó đang xài lưỡi cắt gỗ luôn, hình thức nó cũng còn mới anh em nha. Đấy. Rồi cái này thì 236 700k luôn. Rồi. 237 bấm luôn em. Này nó chạy nè. Cái này nó rít nó không chạy được anh em. Cái này cái ốc này thì chạy nè. Mà cái này nó không chạy. Không biết sao luôn. Máy thì chạy ok rồi. Đây. Con này 250W. Đấy, bật cái này thì nó chạy nè nha, nhưng mà cái con ốc này thì chạy, cái này nó không chạy, motor thì vẫn còn sống luôn. Đó, motor thì vẫn còn sống. Thì em này nặng 18 mười mấy ký lận. 13 ký lận. Đó. Rồi để cho anh em 750 bao ship anh em nha. Đá nó bị mỉa rồi nè, anh em giờ thay lại luôn. Đó, 750 đi. Mã 237 750 237 750k anh em nha. Đó. Rồi cái này khoét từ. Hôm nay khoét kẹp bàn chứ không phải khoét từ anh em nha, kẹp bàn. Con này thì test máy trước em. Đây nè, Acha AM18B 510W điện 100V anh em nha. Đấy, rồi. Quay lên quay xuống được nhưng mà nó còn mỗi một tay thôi. Rồi 23 238. Rồi con này 900 đây anh em ơi. Con này 900k nha. 238 900. Đó 238 900k. Rồi tiếp tục con này 239. Con hút chân không rồi nè. Con này thổi gió ra nè. Con này hút vô nè. Đó. Bịt cái này lại thì cái lỗ kia nó không còn ít nữa anh em nha. Bịt cái bịt đây. Bịt cái đó lại thì cái này là thì nó ra hơi nhỉ, ít lại. Thiếu mất cái van rồi. Đấy. Mà thằng này. Đấy, nít dùng nó luôn rồi. Hút chân không anh em nha. Đó. Hàng của Diamond, đó, con này nó nặng mười mấy ký á. Hơn 10 ký. 11 ký. Rồi. Này Ulivac Made in Japan này anh em nha. Ulivac Made in Japan. Rau. Đó. 239 Diamond Ulivac đấy. 239 rồi. 900 anh em nha. 239 900k. 239 900 quốc luôn em. Rồi 240, này là em kêu cục này là cục nữ thần tự do nè, thiếu cái cây nữa. Đó đấy, đúng rồi. Bỏ ráp vô là đúng cái cây nữ thần tự do luôn. Đây.
mấy cái đầu cái đầu quan của nó đem ra hết em ơi. Rồi led gì đây. Mới anh em ơi, con này nó còn ok á, còn mới. Mấy cái đầu quan đó. Đó. Từ 3G nè. Không phải. Mày đọc sao? Đó, có cục nào mà dễ đọc không? Chưa một kim. Red. Red. Red cái gì đây? Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cái mũi này em ơi, 10 cái mũi với lại cái cây này ra vô bình thường. Rồi, em nó là 450k một hộp anh em ạ. À. Rồi, một hộp này mã. Bỏ vô lại đi em. 240, 450 anh em nha. 240 450k bao ship một hộp. Rồi. 240, 450. Rồi, 450k. Rồi tiếp tục 241. Rồi 241, một đá anh em nha, con này một đá thôi. Cắm điện vô. Mài một đá anh em điện 100V ha. Rồi chạy êm ru luôn. Dịnh cái này lại thì em nè, đó, nó cũng ù anh em ơi. Thì cái con này một đá thôi. Này rồi tắt đi. Con này một đá mà nó nặng lắm anh em ơi. Nặng lắm. Mấy cái đời này đời cổ. Nhiều khi con mấy con này nó nhiều tuổi hơn em. Thấy công suất nằm đâu luôn. Rồi, con mấy con này nè. Rồi 420 bao ship cho anh em nha. Mã 241 420k bao ship anh em ơi. 241 452. Rồi con này điện 3 pha 200V anh em nha. 242. Rồi con này đầu khoan cái đầu gì em yêu khọc cái này mấy anh thợ phải cao tay ấn mới xài được anh em. Đó, tổng chiều dài 56 nè. Còn mấy con này 55 à 35 năm. Chiều ngang thì 28 đấy, ok luôn. 3 pha anh em nha, con này 3 pha. Cái này thì của Made in Japan Swissdale Electronics. 80mm. Rồi dây nó một nùi luôn em ơi, 3 pha rồi xong. Rồi, con này em yêu khọc 900 bao ship anh em nha. Mã 242 900k nặng lắm anh em ơi. 900 anh em nha, bao ship rồi. Con này 243. Rồi 243. Này hàng Đài Loan em mất cái nắp nhựa rồi, mất cái nắp trên thôi. Lại ba cái tay không có luôn. Rồi quay lên quay xuống được chạy thì êm rồi đó. Đấy. Xoay tới xoay lui được anh em nha, xoay tới xoay lui được. Giờ anh em chỉ còn kiếm cái nắp này bỏ vô nè. Đó, kiếm nắp hàng Đài Loan anh em nha, mấy đời mấy không bằng. Mấy con bàn sáu tấc mà anh em nhìn mới toàn bộ Đài Loan hết á, không có con nào mà da băng đâu. Mấy con nào mà da băng thì đời nó cũ lắm. Đó, này đầu, đấy, đầu nhỏ này. Đấy. Rồi, 13 ly. Rồi 243. Con này 1 triệu 400k bao ship về đến nhà cho anh em ha. 243 1 triệu tư luôn anh em nha, 1 triệu tư. Đó, anh em giờ thiếu mất cái nắp thôi, anh em giờ đổi chế lại ha. Rồi con này 244, đủ bộ đủ. Iris Oyama. Rồi. Bật cắm cái máy rồi. Để cho chạy. Rồi. Súng này nó thiếu một khúc anh em nha. Còn con này thì bắn sát luôn anh em nha. Nó chạy nhìn cái màu nó chạy nhìn em gai tinh quá. Lại nó cũ quá, nó bạc quá rồi. Đấy, bắn sát luôn cho anh em về lấy gì lấy hơn 350 nha. Đó. 350. Nó chạy kiểu như là thiếu tua anh em. Đó, với lại này, xấu quá rồi. Còn motor đây dây ống nè. Đấy, rồi 350 mã 244 Iris Oyama anh em. 244 350k bao ship anh em ạ. 244 ở gì đây em? Cửa lỏng nó bị sao. Rồi 245. Tuột dây cót rồi anh em ơi, con này tuột dây cót rồi. Này máy xăng. Đó, 245 tuột dây cót rồi. Con ngắt K6500 rồi. K6500 bạc tin. Coi thử nó bị thiếu đồ.
đủ đồ anh. Con này đủ đồ anh em ạ. À. Mà máy xăng này tuột dây cót rồi. Rồi xác luôn anh em về dọn luôn nha, 850 anh em nha. K265 bạc tin vậy đây. Này nó hơi méo méo mớp này nè, tay nắm thôi, tay bằng nhôm thôi. Đó, quay lại em ụp lại. K bạc tin gì đây. Bỏ lên ký bao nhiêu ký em? 9 ký anh em nha. Đó, con này nặng 9 ký. Máy xăng anh em ha. À. Rồi 245 850 bao ship cho anh em ha. 246. Rồi 246 con này mấy gì đây? Kích bình. Kích bình hả? Còn cộng dây nữa đâu? Còn một cộng này. Còn một cộng một hả? Đó. Này xài bằng tẩu thuốc anh em. Xài bằng tẩu thuốc nha. Tha đây hả? Rồi cục này biết nó có cái gì ở đây, làm poster vậy này mà. Rồi cái xác này luôn cho anh em về nghiên cứu em được không hả? Rồi 246 này để anh em 130 bán xác anh em nha, em không biết là nó còn cái gì ở đây luôn đấy, nó còn hai cọng dây, nó còn có cọng dây luôn, 130 bao ship anh em về nghiên cứu nha. Rồi cái này 247 rồi con bào này là con bào anh em nha, cưa xích anh em, cưa xích à, từ em. Cái này thì anh em tháo cái bộ này ra, bỏ cái lam xích vô là nó sẽ là cưa xích. Còn đang như thế này thì nó sẽ là con bào. Dình em hai đứa test em. Cô dừng cái lửa vào á. Đấy, không có dây đâu nè, em test dây ra thôi, em không có nói đâu. Đấy. Con này hiệu gì á, bào hai lưỡi, bào 136 anh em ơi. Này tổng chiều dài của ảnh là 65 đó, 65 dây, xài dây goro anh em nha. Lọt cái lưỡi lên này, đây nó có bốn lưỡi lần lưỡi 136 nhưng mà nó bốn lưỡi anh em nha. Đây nè đó, cái lưỡi này thì ok nè đấy. Ok này thì hai lưỡi này cũng ok á, bốn cái lưỡi chắp lại thành lưỡi 136 rồi nè, bốn cái thành một á. Giờ cô rò nó còn mới tin nè. Đấy. Rồi con này 500k bao ship cho anh em ha, mã 247 500, giờ đấu lại cộng điện là quốc thôi anh em ha. Đó, 500k anh em đấu lại cộng điện là quốc thôi. Rồi 247 500 luôn. Con này 248. Rồi 248 con này rớt ra hoài luôn em, mất rớt cái này. Thiếu bốn ốc vít á, rớt ra hoài luôn. Thì nó còn cái đầu này, đấy. Đây, bữa trước bán 350 nè, này này cho nó đi luôn. Đó, giật được anh em nha. Con này giật được. Rồi. Con này đủ đồ em. Đủ đồ. Rồi cái này để cho anh em 320 anh em nha, 320 đi. Đấy. 320 248 320. 320k là bao ship rồi anh em ơi. À, từ em. À, con này nó mẹ mấy miếng ở đây. Làm của nó cũng còn ok á, cái này nó không bị bởi nè. Để rớt bốn ốc thôi, 320 bao ship anh em về dọn ha. Giật thì được rồi đó. Rồi ok đi luôn. Rồi con này nhiêu em? 249. Mitsubishi, con này xấu quá rồi nè. Xấu, nó bị teo mấy cái bình này nè. Đấy. Xấu, rồi 250 luôn. Anh em lấy về được cái gì lấy ra hả? Đây. Đây, nó chỉ xấu không, nó bị teo teo mấy cái dàn nhựa bên đây nè. Giật thì giật được rồi anh em ha. Đó, nhưng mấy con này thì em không có rành gì nó. Đấy, thì anh em về dọn lại giúp em ha. Đấy. Rồi 249 250 luôn. Rồi con này 250. 250 17 kg anh em. Con này là 17 kg nha. Cắm điện chạy nè. Đi đâu vậy? Kiếm gì vậy? Lên thôi nè. Nó bị xì ra lỗ này anh em ơi. À, con này nó bị xì cái chân qua này nha. Con này là con Hitachi. Chạy lên hơi luôn, lên hơi ngay đây nè, nó đồng hồ lên. Nhưng mà cái bịch này lại nó mới lên anh em nha. Ừ. Rồi con này mã 250 hình nó
Rồi, con này 850 anh em nha, 850k bao ship cho anh em. Thì cái con này đó, nó hai bầu hơi trong đó anh em nha, nó có ba chân hai bầu hơi rồi 850 luôn. Ủa, cái thùng này cái thùng nãy em còn sót vài cái nè. Rồi 250 850 luôn. Đó. 250 850k dành cho em nó luôn. Còn con nào nữa? Đây. Rồi con này 251. 251 con này bằng nhôm anh em nha, con này nó bằng nhôm. Đấy. Nhôm là xích. Đây ra xích này anh em quay. Đó, ra vô lại. Rồi con này ok nha, con này thì ok luôn. Đấy, con này nó bị gãy một cái tay ngay đây thôi, bằng nhôm nó dễ gãy lắm. Này ra vô được anh em nha. Đấy, này ra vô được, đây móc của nó thì mấy tấn ta? Mấy tấn? Rồi 600kg vi cá rồi. Đó. Này 600kg vi cá rồi, em ghi đại vô anh em rồi. Đó. Rồi cái này thì để cho anh em mã như ta. 251. Rồi cục này để cho anh em 600. Còn lại thôi. Còn lại bao nhiêu ký em? Nhiều khi em nói thiệt với anh em nha, em bán xong rồi coi như bỏ ký em cần lại em phát gửi đi lỗ tôi ship luôn. Nó phải cân lại anh em nha, nó gần 12 kg. Được rồi. 680 anh em nha. Đấy. Lỡ ghi. À, rồi mã 251 680 nha. À, 680k dành cho nó luôn. Rồi, 652. À 252 chứ. Rồi mã 252. Con này máy xăng điện 100 quên máy hút xăng anh em nha, con này hút xăng điện 100V. Chạy nè. Rồi. Nó hút xăng anh em nha, nhưng mà hút xăng điện. Hút xăng điện 100V. Nhiêu? Dài 1m17, con này là của Cosin. Madin Japan. Đấy. Dài 1m17. Rồi con này anh em giờ đấu lại cộng điện hút xăng vô anh em nha, không có ống nè. Thứ nhất đấu lại cộng điện, thứ hai nữa bỏ cái ống vô là ok rồi. Đấy. Còn em chỉ bao mấy sóng thôi anh em nha. Anh em giờ nhà coi bỏ vô phụ tùng vô rồi mới test hút anh em nha. Đó, rồi con này 480k luôn. 252 408 luôn. Đây, con tiễn rào này to đùng anh em ơi. Tiễn rào này thì ok nè. Không biết chạy. Chạy không em? Không chạy hả? Lá tháo rồi bà. Rồi test thử đi. Dám gì nữa. Bóp này nữa là hai công tắc luôn. Rồi điếc luôn rồi. Giác cái búa thần thánh là tập luôn rồi. Nói chung chạy thôi em ơi, khỏi đây em ơi, chạy thôi. Chắc vui á. 100V, 550W, Made in United Kingdom. Là chỗ nào tời? MUH450. Đấy. Rồi, con này gọi là sát 250 anh em nha. 253, 250. 250k, sát 250 luôn. Không chạy, không đụng chạm gì đâu anh em ơi. Đó, 253, 250 luôn. Rồi đi luôn đi. Rồi con này là con cắt cỏ 254. Long. Con này xài cước. Con này xài vô ăn cước anh em nha, con này xài cước. Rồi. Nó xài cước đây. Đó, nó xài cước đây mà con này mạnh lắm. Nghe tiếng à. Này nó to, mạnh anh em nha. Rồi con này rút ra được một tí xíu nữa. Đấy. Rồi 280k bao ship luôn. Mã 254 208 anh em nha. 254 208 luôn, rồi đi luôn em. Con đó sát lớn anh em nha. Con này 255. 255. Rồi ok. Gì vậy? Còn niêm phong luôn hả? Chạy anh em à, đây là lửa cắt cỏ nha. Đó. Chạy. Rồi. Con này 255. Rồi 250 anh em ơi, 250k luôn, 255 250 luôn. Đó, 255 250. Này chạy chạy sao? Này nó xài bằng dây goro luôn anh em ơi. Đó, nó 1000 1000W, 1100V luôn. Nó chạy sao đây? Để cây xuống. Đấy. Rồi, tại đâu không có lưỡi á. Hay sao ta? Không có lưỡi nó không giữ lại. À không có lưỡi nó không giữ lại được cái cây đó. Rồi, con này Made in Japan anh em nha. Đây anh em,
coi giùm em nha. Này, đây, đây, đây. 100V 3.5A thì tầm khoảng hơn 300W. 25kg. 25kg hả? Ít nặng vậy. Này xài một dây coro anh em ơi. Con này ít có nặng lắm. 25kg rồi. Con này chạy thì nó chạy im ru rồi anh em nha. Anh em giờ dọn lại giùm em ha. Đó, bỏ cái lưỡi vô là quốc thôi. Đây, cái này công tắc lên đây. Rồi con này thì để cho anh em 1.256. 1.200k bao ship. Máy to anh em nha, nặng 25kg. 256 1.200k luôn. Rồi cái thùng này thùng gì đây? 257. Rồi 257. Gì đây? Chai này chai dầu ăn gì anh em? Đấy. Mấy cái đồ này cước, nói chung là bán cái thùng thôi anh em ơi. Mấy cái này thì anh em dời đồ phụ kiện như của ảnh á. 10 đây. Này 13 12 mà cái gì đây? Bụi khon. Còn đây cái gì? Biết hả? Nói chơi chứ bữa bây giờ em lấy mấy cái đồ ngon hết rồi. Này là cái fit nè, fit hai cháu. Mấy cái đồ đẹp đẹp lấy ra bán hết rồi, còn mấy cái đồ tào lao để lại anh em. Nói cho em bán cái thùng thôi, bán cái thùng rồi. Còn mấy cái này anh em giờ xài được cái gì xài nhá. Còn mấy ký em, còn nữa này mấy ký. Rồi cái này để cho anh em 170k là bao ship nè anh em nha. Đó. Rồi 170. Đấy, anh em về xài được cái gì trong đó anh em xài nha. Cái thùng này thì đừng đồ người ok rồi nè. Rồi, 257 170 anh em nha. 257 170 luôn. Rồi tiếp tục con này 258, con này thì hình thức còn ok ha. Nhưng mà biết chạy sao thôi. Dây điện đấu nè. Rồi con này không có lửa anh em nha. Con này thì anh em về nhà vệ sinh quan phát là sơ qua là xài luôn. Xin đau qua lưỡi 305. Con này 1450W tu nhanh. Đó, 1450W tu nhanh anh em nha. Đấy. Mất cao su thôi. Cũng khá là ok luôn. Đó. Rồi con này 258. Rồi 258 quay bên kia chuẩn bị hát cao cơ rồi. Rồi con này 750 anh em nha. Đó. 750k mã 259, 258, 259. 258 anh em nha, 258, 258, em lọc lộn. 258. Rồi, 750k luôn em nha, 258 750 luôn. Đó. À, chắc không kịp quay máy nhỏ luôn, đem tờ vô luôn em. Rồi quay kiếm mấy máy to quay đi mà. 259. Rồi, xách vô trong hả? Vô xách vô em. Xách vô đi. Rồi 259 bản ký cân lân quốc luôn em ơi. Rồi mới 40 mấy ký à. Rồi 44kg anh em ơi, ít lắm, ít nặng lắm. 44kg thôi. Rồi 259, con này là con Kito. Con Kito Madin da băng 259, nó điện 3 pha anh em nha. Nó có công tắc đây nè, dây nó rất là dài nhưng mà đâu có điện 3 pha 110 em, con này còn 110 mà. Từ đến coi lật cái kia thử phải 3 pha không? 210. Đây. Kito. Cục này còn rất là đẹp anh em nha. Đó, này còn rất là đẹp. Đây. Mờ luôn này. Rồi xong luôn rồi, 200V 3 pha rồi anh em nha, thấy số 200 đây nè. Đấy, 200V 3 pha rồi. Đây, số 3 luôn, số 3 pha ở đây luôn, có luôn. Đó, khỏi cần cắt. Rồi cái này 250kg, cục này nó cũng còn khá ok ha, hàng Kito anh em nha. Đấy. 490kg. Có đầu mốt luôn. Rồi con này nãy bốn mấy? 44. 44. Rồi 2 triệu. 44 2 triệu, mã 259 44kg 2 triệu anh em nha. Đó. Rồi, còn nó bán sát anh em nha. Em điện 3 pha không bao ship đâu nè. À quên, không bao sóng đâu nha. Rồi con này. Con này luôn em, quốc luôn. Được. Chắc cho nó ra ngoài luôn, có đường đi em ơi. Cho ra ngoài luôn em. Có cái đường đi. Cục này nặng 5 mấy ký á.
55 anh em ơi. Này nặng nặng 55. Đây con này 1/2 tấn. Đây tem của nó đây. Tem của nó là đây, ngược lại. Gia bằng 3 pha anh em nha, 200V. Đấy. Này con này cũng còn rất là tinh tế luôn. Đó. Hàng của Osaka Fubata. Osaka Fubata gia băng này dập chúng anh em thầy thợ biết làm nó mới được anh em nha. Chứ còn này nó điện 3 pha 200V rất là to luôn. Đấy, điện 3 pha 200V rất to. Xếp từ cáp còn ok, con này không có đầu mốt anh em nha, nhưng mà nó nặng lắm, nặng hơn con màu vàng này nhiều anh em nha. Đấy, tại con này rồi ok. 260. Con này 2.300k là bao xíu này, nặng 57kg á. 260. 2.300. Rồi 260 2.300k bao ship cho anh em ha. Rồi lấy con đục mỏng xích trong kia ra luôn em. Ừ đúng rồi. Rồi con này 261. Này đục mỏng xích anh em nha, 261. Đục mỏng xích của Hitachi. Bóp cò em, bóp cò hậu. Rồi con này xích còn mới nè, đây là con này xích còn mới. Thì anh em về tự đấu dây giúp em nha. Đó, anh em về tự đấu dây giùm em con này nha. Với lại em chỉ bao sóng và bao ship thôi. Thì anh em giờ vệ sinh lại luôn cái phần chức năng luôn. Rồi con này 850 anh em nha, 850k bao ship cho anh em ha. Mã 261 850 luôn. Quay cái mặt kia em, anh quay qua đây em báo bên kia lấy con cửa lòng kia luôn nha. Đó. 261 850 luôn em nha, 261 850 luôn. Rồi đợi cửa lỏng vô luôn em. Đó. Rồi con này 262. Con này cửa lỏng đầu khắc. Cửa lỏng đầu khắc anh em. Rồi chạy luôn. Con này chạy anh em giờ bỏ cái lưỡi vô là mới êm được anh em nha. Đó, con này nặng 15kg. Ở dưới là còn mới tinh anh em ơi. Đây nó, đó, ở dưới nó còn mới tinh. Rồi con này 850 anh em nha, 850 bao ship cho anh em ha. Con này 850 luôn. Mã 262. Rồi 850k anh em nha. Rồi 262 850 luôn. Rồi để em coi thử em đi vòng vòng có cái con nào nữa lôi ra quay cho anh em luôn, chứ gần hết giờ rồi, em quay cái hàng nhỏ nữa thì nó cũng không có kịp. Để em đi vòng vòng anh em. Rồi còn cái gì nè, nó nằm lung tung luôn nè, lang tang là đó, đây một góc rồi nè. Con này em. Có đó mới quay hôm qua chưa đóng đi mà em. Đóng này thì đóng hàng coi như là chưa dọn anh em. Đấy, con có dây con không dây. Lấy máng đục ra quay cho em ơi, máng đục ra và bán xác luôn đi. Lấy máng đục ra. Đấy. Rồi con đục kia em, lấy bán xác luôn. Anh em vớt được con nào vớt được khỏi công mình dọn. Đấy. Con nào có dây điện thì cắm tết. Rồi. Đục rồi, quay bốn đục này trước đi. Rồi 1 2 3 4 con luôn anh em ơi. Đó, 5 con nè. Rồi 5 con. Rồi bây giờ nha. Ok, ký lớn đang cần này hả? Rồi cái này test đi em. Con nào có dây test đi. Còn được 10 phút nữa mà. 6 kg nè. Có lửa anh em ơi. Rồi. Rồi con này có lửa ribi. Có lửa ribi anh em ơi. Này không ăn đục rồi, bán xác luôn em ơi. Rồi con này có lửa ribi nha. Rồi con này đợi cho anh em dán lên. Một con thôi nè. 263 xác luôn. 330k anh em về tự dọn ha. Đục 17 ly anh em nha. Bao ship rồi anh em nha. Tình trạng này nó nẹt lửa bên á. Rồi 263 330. Rồi con này quốc đi em. Hitachi. Đi vô thử nó có dọc mình dọn búa mà không tới kìa. Lấy cây tôi biết khác em, lấy cây tôi biết khác. Biết dài á, nó có tới đâu nè. Cái cây kia. Đó. Rồi quốc đi.
Rồi không giọng luôn. Rồi nó không giọng, con này nó không có dây anh em nha. Rồi 300 luôn. 264 anh em về tự dọn nha, 264. Đục nó không đục được đấy, 300k, đục 17 ly Hitachi HR4SA2. H41SA2 1050W. Mấy con này anh em thầy thợ lấy thôi anh em nha. Đấy, bán sát cho anh em thầy thợ lấy về dọn anh em ha. Rồi đi anh em. 264 300. Con này 0810. Con này 0810 này nè. Rồi dây này nó cắt ra kiểu gì mà test cũng không được luôn. Rồi con này 0810 bán sát luôn cho anh em luôn nha. Đó, con này 0810 bán sát luôn mà. 265. Rồi 370k đấy. 370 anh em, 0810 anh em nha. Con này 0810 là nó cái đầu này. Rồi, 370k bao ship mà 265, 370 luôn. Rồi con này con này cũng đục. Đó, 266 đấy. Coi có tem em, coi tem sao. Rồi con này cũng 0810 luôn mà mất cái đúc cao su này anh em, bù lại nó sẽ có cái mũi đục kia. Đấy, rồi. Không test được anh em nha, cái đầu này nó ngắn ngủn luôn rồi. Đấy. Rồi 266, con này 370 luôn anh em nha. Đó, 370 266 370 luôn. Rồi con này 267. 267 300 luôn anh em ơi. 300 là hết đát rồi anh em nha. Bao ship nó còn 200 mấy, 250 con thôi anh em, chưa được nữa. Đó. 267 300 luôn, đó. Rồi, con này đục 17 ly HRSA2 anh em, giờ tự test luôn anh em ha. 267 300 rồi, đi kiếm khác quay tiếp em. À, còn cái này mấy con mấy mày hay đá đây, mấy cái cầm tay này cưa kiếm đấy, không mấy con mấy cắt cầm tay đi em. Đi qua cái đống này đây, bánh xe đi em, bánh xe đi em, bánh xe này đủ bộ không, đủ bộ 4 cái không, rồi qua luôn, 4 cái đủ rồi, quất luôn. Bộ đó thì bao nặng luôn em. Rồi bánh xe, qua quốc một bánh xe đi anh em. Tại vì gần hết thời gian rồi anh em ơi, cho nên là đó, gần hết thời gian rồi. Đó, bộ này mỗi chiếc bán nhiêu? Đấy. 430 hả? Rồi ok, này 400 luôn anh em. Đấy. 430. 268. Rồi, 400k bộ anh em, bao nặng luôn anh em nha. Cái này anh em tiền ship anh em thấy đó. Nó rất là nặng. Tại vì mới giờ nó hàng thêm mấy miếng này nè. Đấy. Ủa này bị cong hả? Sao à, cái thắng nó bị cong rồi. Ta xé lại miếng. Xé lại luôn em, nó bị cong rồi. Bỏ sao rồi để cống như này. Hàng nhiều quá nó cống rồi. 268. Rồi cái này tháo cái thắng dục anh em, 4 tháng thì tháo một cái dục cũng được anh em ơi. Rồi 370 đi anh em ơi. Tháo cái thắng dục đi. 4 cái tháo một cái thì này nó nặng lắm em, bánh đò bánh được bao nhiêu em. Bánh này nhỏ thôi nhưng mà nó lực cái là nó nặng anh em ơi. Bánh này bánh 60. Bánh 60. Gần 60. Đó, gần 60. Anh em bỏ lên ký coi anh em coi biết không? Cái ký mất rồi. Đó, lấy ký nhỏ kia em à. Ký nhỏ anh bàn. Rồi 268 370 chắc quay thêm mã nó cho đủ 60. Đủ đấy thôi. Đó, 268. Đó, bỏ lên bộ mấy ký anh em biết liền như thôi mà. Anh em. Đấy. Nó coi gớm hay không? Đấy, tiền ship anh nhiều anh em biết rồi đó. Rồi lấy thêm bộ nữa em ơi, 269 là được rồi, là đẹp rồi đó. Lấy thêm bộ, một bộ nữa 269 là đẹp. Đồ người Victor Lê, để ngày mai em like cho anh em, mấy đồ nhỏ nhỏ em like cho anh em đó. Rồi cặp đó luôn cũng được em. Cặp này, rồi 269 cặp này cũng được anh em ơi, cho nó đẹp số thôi. Thì con này Hikoki nè, đấy em chưa test luôn anh em nha. Đấy, có sao bán mấy cái này, cái đồ dây chai này. Đấy, cho anh em giờ tự test. Nó chạy ok ngon lành thì chúc mừng anh em, còn chạy ok không ok thì lấy phụ tùng bán dây chai không lỗ bao nhiêu đâu anh em. Đấy. Mã 269. Rồi cặp này test rồi, để cho anh em 270k bao ship luôn rồi anh em, còn đó. Biết đường pin luôn rồi anh em. Đấy. Này mất cái đầu nha, còn con kia đủ đồ rồi. Một đủ đồ nhưng mà nó gãy, còn con này coi như hai con sạn con dư đồ dư phụ kiện thôi anh em. Nó nói chung là anh em thầy thợ thôi. Đấy. Này thì cô góp cũng đẹp luôn này. Lắng cót luôn. Rồi 269 270 anh em nha. Rồi kết thúc chương trình của buổi chiều ngày hôm nay. Rồi em
lên mấy chục mã này đấy. Rồi anh em xem được con nào ủng hộ em ha. Rồi em xin kết thúc video đây, chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha, hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào ngày mai nha.